thắng đậm Chelsea, huấn luyện viên Pep Guardiola lên tiếng trấn an Graham Potter. Hành quân tới sân Etihad, Chelsea thi đấu bạc nhược và nhận thêm một trận thua đậm 0-4 trước Man City. Hiện tại Chelsea đã bị loại khỏi Carabao Cup và FA Cup, trong khi ngoại hạng Anh thì xếp ở vị trí thứ 10. Thành tích trên khiến huấn luyện viên Graham Potter nhận nhiều áp lực và chắc sa thải đang treo lơ lửng trên đầu chiến lược gia này bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, người đồng nghiệp Pep Guardiola lại tỏ ra cảm thông với huấn luyện viên Graham Potter. Sau trận đấu, Pep Guardiola thẳng thắn nhận xét, Graham Potter là chiến lược gia có tài. Tuy nhiên anh ấy có vẻ như đang gặp một chút khó khăn. Tôi sẽ nói với chủ tịch Chelsea rằng tôi rất vui khi được gặp anh ấy và hy vọng anh ấy sẽ cho Graham Potter thêm thời gian. Tất cả các huấn luyện viên đều cần thời gian, bản thân tôi cũng cần thời gian trong mùa giải đầu tiên. Tôi đã có kết quả tốt ở Barcelona trong mùa giải đầu tiên nhưng chúng tôi có Messi nên có lẽ đó là điều may mắn hơn mà tôi có được so với Graham Potter. Chelsea đang đứng trước nguy cơ trải qua mùa giải trắng tay và hiện chỉ còn hai đấu trường là Ngoại hạng Anh và Cúp C1 để mơ giành danh hiệu. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!